Rồi hello 500 anh em nha, mình là Huy Sport đây. Hôm nay mình giao chiếc da dép dọn full mới sườn lốc zin xuống ngay cái địa chỉ là đường Tố Hữu, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nha anh em. Đây mình giao trực tiếp tận nhà đây nha anh em. Mới đề ba vô là anh em đã đánh giá cái độ uy tín bên mình rồi thì anh em cứ yên tâm nha. Đó, mình quay ra ngoài đường một vòng cho anh em cái đường Tố Hữu cho anh em xem này. Đó, bây giờ người ta bọn bán xe nó lên nó đăng xe mà nó bán nó lừa đảo lừa cọc anh em nhiều quá nên là nhiều người cũng không tin tưởng. Cho nên là mình vào clip là mình làm những clip là đều là thực tế nha anh em, mình không có dàn dựng lên, rảnh thời gian mà dàn dựng lên nha anh em. Người ta cũng không có bỏ thời gian đâu mà dàn dựng với mình rồi quay địa chỉ nhà để mà đi lừa cọc anh em mấy triệu bạc đó nha. Cho nhiều anh em gọi đến là sợ mua xe mà sợ cọc này kia thì cứ xem những cái clip của mình đánh giá uy tín cũng đủ biết rồi nha anh em. Mình không có rảnh thời gian dàn dựng lên đâu nha. Bây giờ mình sẽ mình quay một vòng vào nhà cho anh em xem là cái chiếc xe da dép mình giao này màu đỏ đen nha anh em. Đó, anh em giao trực tiếp tận nhà luôn đây. Phí giao mình chỉ hỗ trợ cho anh em vài trăm thôi nha, mình không có bao phí ship nha anh em. Đó, mình phục vụ cho những em đam mê hai thì mà ít lúa, thích trải nghiệm thử dòng xe hai thì giá rẻ nha anh em. Sport Satria da dép cho anh em. Đó, anh em ít lúa thì cứ liên lạc trực tiếp cho mình sẽ phục vụ cho anh em đam mê nha. Đó, xe dọn full mới sườn lốc zin da dép thì 65 chai nha anh em. Đó, còn xe rẻ hơn nữa thì 60 chai. Nhưng mà xe 65 chai thì đạt chuẩn và được nhiều đồ zin nha anh em. Được nhiều đồ zin chứ không phải full 100% đâu nha anh em, full 100% xe da dép phải ngoài 100 chai nha anh em. Đó thì được nhiều đồ zin như bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em nè. Sườn lốc zin, dàn điện zin, mô bên sườn zin, lốp zin không xài lốp matchix nha anh em, mâm loại 1, bình xăng zin 5BO nhìn phía bên giò thắng nhìn vô anh em sẽ thấy chữ 5BO, nhìn phía bên giò số nhìn vô anh em sẽ thấy chữ Mikuni nha anh em. Và phục sau thì mình đi phục zin KB và ngáo loại 1, cam kết là đúng bình xăng zin nha anh em. Đó, xe mình dọn mới hết, đang còn roda và có bảo hành anh em, odo 0 km nha. Mình là Huy Sport, số điện thoại 0933955401. Đây mình tặng cho anh em thêm cái móc khóa logo bản hiệu của mình nha anh em, Huy Sport đây nha anh em. Đó, anh em cũng đủ biết mình là người thật việc thật rồi nha. Đó, còn cái bọn lừa đảo thì nó không có được một cái móc khóa tặng cho anh em, mới đừng nói gì có xe bán cho anh em nha anh em đâu nha anh em. Nó đăng copy hình ảnh của mình với lại của người này người kia, nó đăng lên trang rồi lừa đảo anh em tiền cọc đó nha. Đó, anh em cứ cân nhắc, cứ vào xem clip thì cũng đủ biết là đâu là thật đâu là giả nha, chỉ cần tinh tế thôi, nhìn sơ qua là biết liền nha anh em. Có những cái hình ảnh và clip của mình mà có đăng lên cái trang nào khác anh em cứ báo cáo cho mình nha, cứ báo cáo cho mình biết, mình sẽ hậu tạ cho anh em nha anh em. Và mình cũng chỉ đăng clip thôi để tăng cái độ thực tế và uy tín nha anh em. Đó, xe dọn full 65 chai thì sườn lốc đúng lốc zin da dép cho anh em. Người ta hay nói vui câu là nhớt châm vào xăng xe thì nó cái khói là đây nha. Đó, anh em mua xe bên mình thì mình có tặng riêng cho anh em thêm một chai nhớt, một cái buri và một cái móc khóa nha anh em. Trong xe thì có đổ sẵn một chai nhớt rồi, anh em đổ thêm hơn nửa chai nữa là ở đây nha. Bô thì mình đi bô 5BO nha anh em. Anh em xem clip đánh giá nha, mình xe mình có rất là nhiều giá khác nhau nha anh em. Sport Satria 2000 dọn full zin loại 1 và full 126 số lồng zin tạ lửa 120 thì 42-43 chai nha anh em. Còn xe rẻ hơn nữa tầm 35 chai nha anh em. Nhưng mà 35 chai nhưng vẫn được mấy full 120 nha anh em. Full 120 là nó mắc hơn mấy trăm mười một đống tiền rồi. Còn được dàn áo loại 1, bình Indo, niềm Tân Lan nữa nha anh em. Đó, anh em cứ xem mà đánh giá nha. Có xe này mình đi ICBRT nha anh em. ICBRT thì tiền nào của đấy anh em cứ xem xét về những clip này clip khác rồi anh em cứ so sánh và đối chứng nha. Máy móc thì mình có bảo hành cho anh em chơi. Về chịu khó roda cái nha anh em. Có xe nào dọn mới mình gì cũng phải roda hết nha. Và xe da dép mà dọn full mới mà bán giá tầm 50 mấy chai thì người ta cũng có bán đầy đó nha anh em, mà mình không có làm xe giá đó nha. Anh em cứ cân nhắc tài chính mà chơi nha anh em. Đó, mình quay ra ngoài đường một vòng cho anh em xem nữa ngay cái đường Tố Hữu thuộc thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đây nha. Xe da dép mà vô bốn món ăn chơi xịn á, hàng xịn thì tầm 8 mấy chai nha anh em. Còn anh em muốn xe vô bốn món ăn chơi rẻ thì cũng có luôn. Thôi mình xin dừng lại tại đây nha. Bye bye anh em.